Trung Kiên chào tất cả anh em nhé. Đấy, Trung Kiên này nên cho anh em mà cho đủ mẫu luôn là cặp Mio Ultimo. Đấy, cặp Mio Ultimo. Đấy, con xe này nó rất là đẹp luôn. Con này xe mộc đẹp. Mà zin từ A đến Z anh em nhìn này. Nốp vẫn nguyên zin nhá. Đấy, cặp lốp nguyên zin từ 2013 thay đi bây giờ vẫn còn 2013. Màu trắng luôn. Xe mộc này. Mà xe đi có 3 vạn tròn, 2 vạn 9 còn là 3 vạn. Đấy, nhựa nguyên zin mộc hết. Từ cái tay phanh anh nhìn rất là đẹp. Nhựa này nó xước theo thời gian nhưng nhìn rất là đẹp. Anh em nhìn có trái đèn sau như mới luôn, đúng không? Như một chiếc xe mới luôn. Biển này ép cứng rồi. Đấy, bô này. Anh em nhìn cái này sẽ hiểu này. Nếu anh em là buôn xe nhiều sẽ biết nhìn cái bô này này là sẽ biết con xe đi nhiều đi ít. Nếu đi nhiều nó sẽ sùi sần lên. Còn ít nó vẫn còn nguyên sơn lớp sơn nguyên zin của nó. Đấy, vành bánh lốc bên trong sáng loáng này em ạ. Anh nhìn cho nó sáng loáng như này mà. Đấy, anh em này. Đấy, còn một chiếc xe cũ đi chục năm nay rồi thì là sao tránh khỏi được những vết xước nọ kia. Nhưng con xe này cũng rất là đẹp luôn, anh em nhìn chưa? Đấy, màu trắng ngọc trinh luôn. Đúng không ạ? Đấy, con xe mình bán ra ngoài nó chỉ vài triệu thôi. Bây giờ anh em ngày xưa mới con này gần 30 triệu đấy. Tầm 25 triệu hay 7 triệu cả đăng ký nước biển Hà Nội. Đấy. Bánh mâm mà. Đấy, anh em nhìn cái thụt nó đẹp chưa? Này. Nhũ quá đẹp luôn này. Nó như một chiếc xe mới luôn. Tức là nó không như chiếc xe mới lần trước của mình đâu, nhưng chiếc xe này mà mới ra tầm tiền này là quá đẹp tuyệt vời luôn này. Anh em nhìn này, thụt nhũ này. Đấy, anh em nào mua thì alo nhấc điện thoại này alo nhanh cho em nhé. Qua số Zalo của em là 0358 44488 và 0949191988 đây. Tiện em kèm theo chiếc bánh căm phanh đùm này. Bánh căm phanh đùm này rất là đẹp luôn. Nó còn mới luôn này. Nó trước là sau mới luôn bánh căm phanh đùm nhá. Này, em này. Em để mộc em chưa rửa này, sau rất là đẹp này. Sáng loáng luôn này, em chưa rửa nhá. Cái lốp sau mới tinh này. Nó sau ở tơ đông luôn, khách mới thay xong. Đấy mà biển Hà Nội nhá. Tí nữa thành tư quy 5 luôn. Con nào này tư quy 5 này to tiền, ví dụ như 30F7 555 vì nó rơi tầm khoảng 2 đến 30. Nhưng mà nó không phải tư quy 5 thì sai một số thôi thì nó chỉ còn có vài triệu. Đấy, ví dụ như tư quy 5 của em này này, anh em nhìn chưa? Đấy. Con này nó hơn 30, đúng không? Phiên bản đầu đèn trần. Đây cái hàng em đây nhá. Đấy. Ok này, quay lại chiếc xe chủ đạo đây. Anh em nhìn cái lốc quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Đấy, nhìn nó sáng loáng luôn. Đấy. Anh em chủ mua Mio nhỏ, Mio Classico, Cusi hoặc Duvet nhá. Nhấn mạnh em kết bạn Zalo alo trực tiếp Trung Kiên Moto qua số điện thoại Zalo Facebook là 0949191958 hoặc 0358444888. Trung Kiên nhận ship toàn quốc. Nhấn mạnh là nhận ship toàn quốc cho anh em nhận xe gửi tiền. Đấy. Anh em nhớ là Mio nhỏ chỉ từ 2 triệu 9 trở lên. Đấy, nhưng nó là bánh căm phanh đùm. Cho anh em về tự dọn. Anh em lên bánh căm phanh đĩa, bánh căm như là phanh đĩa. Đấy, phanh đĩa như này thì nó là thêm 500. Còn bánh căm mà bánh bâm như này. Lên bánh mâm như này này, phanh đĩa thì nó là thêm 500 nữa. Còn từ 4 triệu trở lên anh em có Mio máy êm, an ninh chuẩn chỉ trọn đời rồi, nhà mình an ninh chuẩn chỉ trọn đời rồi. Là bánh căm phanh đùm này là 4 triệu. Bánh căm phanh đĩa là 4 triệu rưỡi, bánh mâm như này là 5 triệu. Nhưng mà tùy từng xe. Ví dụ bánh căm phanh đùm này nếu con xe nó quá chất, nó đẹp, nó cọp thì kể cả 5 6 triệu. Con này kể cả bánh căm phanh đùm bánh mâm này nhưng mà xe nó yếu một chút ấy thì chỉ 2 triệu thôi, hơn 2 triệu thôi mới hơn 3 triệu thôi, đúng không ạ? Đấy, anh em hiểu ý mình nói không? Đấy, mọi thắc mắc anh em kết bạn Zalo alo cho mình bằng Zalo. Video của Zalo xem xe trực tiếp mình tư vấn trực tiếp. Đấy, còn con Mio phiên bản đầu đèn trần mình là nguyên zin này. Không một vết sơn nộ, nguyên zin từ A đến Z. Nó một chiếc xe cọp luôn đấy nhá. Đấy, nguyên zin từ A đến Z. Đấy, có sấy trước theo thời gian này. Đấy, mình quay qua cho anh em từ cuối năm này cho anh em xem cho nó vui mồm. Đấy, vào bình luận. Quá đẹp luôn, chính chủ tên mình luôn nhá. Đấy. Nhà mình chuyên dọn xe này. Đấy, anh em nhìn chưa, dọn xe trong nhà có rất nhiều xe này. Đấy, quay cho anh em. Đấy, đang dọn xe này. Nhà có rất nhiều xe nha anh em nhá. Đây con xe dọn mới đây này, phải che lại này. Đấy, chiều này xuất đi này. Đấy, chiều này xuất đi nhá anh em nhá. Đấy. Còn rất nhiều xe anh em chủ mua cái alo cho mình. Và Zalo Facebook mình tư vấn trực tiếp, xem xe trực tiếp, nhận ship toàn quốc cho anh em nhận xe gửi tiền. Ship Bắc Nam 500, ship Đông 600, ship Tây Cà Mau 700 anh em nhá. Ok, tôi chào tất cả anh em mọi thắc mắc alo mình. Mình xin phép tạm dừng video đây. Đấy, anh em nhớ like lên cái kênh mình nhá.